Chưa các bạn, trên tay mình hiện tại là siêu phẩm Realme GT 5 các bạn nhé. Đây là cái phiên bản mà anh em đang rất chờ đợi trong thời gian gần đây. Thì bởi vì mức giá nó rất là tốt nhá. Chiếc máy này hiện tại bên mình đang bán mức giá chỉ loanh quanh 11 triệu thôi. Và cấu hình của nó rất là khỏe luôn. Đó là chiếc Snapdragon 8 Gen 2 có pin là 5240 sạc 100W. Điều đặc biệt là màn hình của nó là tổng số quét 144Hz, có độ sáng lên đến 1400 nit nhá. Và đây là cái phiên bản 1256 mình đang bán với giá chỉ loanh quanh 11 triệu thôi. Bây giờ các bạn vào đây nhá, mình sẽ mở hộp cho các bạn xem ngon thế nào nhá. Đây các bạn nhá, đây là một chiếc máy nguyên siêu và cái điều đặc biệt đấy, nó cũng giống như chiếc máy cao cấp của Xiaomi ấy. Thì khi cái siêu đi lông này thì bình thường ấy, nó chỉ là siêu đi lông không thôi. Bây giờ nó dán thêm một cái để chúng ta có thể kéo để vạch lên nhá. Cái chiếc Xiaomi 13 trở lên cũng có cái tư như thế này. Đó, nhưng mà bây giờ thì đây là chiếc máy mình đang bóc xỉu cho các bạn xem ấy. Thì mình sẽ rạch xung quanh đây để cho cái hộp nó sạch sạch một tí nhá. Thì mình sẽ bán lại cho anh em chiếc máy này mà chứ mình không thể là bóc xong rồi mình bỏ đi được. Đó, nên mình bán lại giá rẻ thôi. Anh em nào cần mua chiếc máy này thì liên hệ sớm nhá. Sẽ rẻ hơn giá bình thường vài trăm đấy. À, mình cũng chưa biết đây là màu gì, mình cứ lấy là mình bóc rồi. Bởi vì ở trên này ấy, thì nó có thông tin ấy, là bằng tiếng Trung Quốc, không biết là màu gì. Sản xuất ngay từ 21 tháng 8 năm 2023 thôi, rất là mới nhá. À, mình sẽ mở hộp đó nhá. À, cái hộp này thì giống như chất liệu của hộp máy Neo 5 và Neo 5 SE. Đó, các bạn nhìn này. Bên trong này chúng ta cũng sẽ đơn giản như những chiếc máy khác của Realme thôi. Và Xiaomi cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có ốp lực ở đây nhá. Và cái ốp lưng này là giống ốp lưng của Neo 5 và Neo 5 SE này. Đó là một chiếc ốp lưng cái này là màu đen xì luôn, màu đen luôn, còn kia là xanh tím than, còn đây là đen luôn nhá. Neo 5 và Neo 5 SE sẽ là xanh tím than, còn đây là đen xì luôn nhá. Đó. Máy mình sẽ bỏ qua bên mình chưa lật bộ nhá. Bên trong này chúng ta sẽ có một củ sạc này. Đây là phiên bản 150W nhá. Đó, còn phiên bản 240W ấy thì là phiên bản khác. Đây là phiên bản mình đang có là 150W nhá. Đó. Đây chúng ta sẽ có dây sạc bình thường vậy thôi. Đây máy đây các bạn này. Đó. Thì cái thiết kế ở chiếc máy này thì nó cũng tương tự như chiếc Neo 5 thôi các bạn ạ. Rồi thì chiếc máy này có thiết kế tương tự như chiếc Neo 5 các bạn ạ. Đây mình nhá. Đó. Thì ở trong này chúng ta sẽ có một cái hình chip ở đây. Đó, một camera cũng thôi để chúng ta nhìn nhá. Cái này thì không phải cái chip nào đây đâu, đây chỉ là quảng cáo thôi nhá. Và cái máy này thì có chất liệu mà lưng kính này các bạn này. Đó, viền thì bằng bóng thép này. Nhìn rất là đẹp nhá. Đó. Cấu hình rất là mạnh và máy rất là đẹp. Thì chiếc máy này các bạn nào cần mua thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại bên mình là 0888888641, số đấy mình có Zalo luôn nhá, hoặc là các bạn cô với số điện thoại của Duy này, hoặc là các bạn lên website bên mình là mn.vn đặt hàng. Trên đó mình sẽ có trả góp luôn. Còn nếu các bạn nào muốn mua thẳng thì qua 170 là chay nhá.